và chiều cao là 1m78 và chiều vâng, xin chào nhé, đã quay trở lại với đại lý xe tải bãi cũng như thường lệ đi sóng review của mình sẽ là thứ hai, thứ tư và thứ sáu lúc 9 giờ sáng hàng tuần. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xe tải Isuzu QKR 270 và xe này đóng thùng 10 bài thùng nhôm và khung xương là inox và trang trí cả hông và cả sau. Và trong quá trình review anh em xem video hay và hữu ích thì xin mình like chia sẻ. Bây giờ xin mời anh em comment để review thùng này được đóng như nào. Vâng, chào anh em. Giờ mình sẽ bắt đầu review về dàn đà của thùng xe này. Đà dọc thì gồm hai cây là U100 và đà ngang là U80, liên kết đà V4 và 4 ly và hàn hai mặt. Đà là bằng thép nha anh em, đà đúc nha. Nghe quan sát và lót đà là cao su và đây là ba chân xô và đây là liên kết đà V4 và hàn hai mặt nhé. Và đây là bao đà của xe và làm từ inox bóng 8K chấn định hình và cánh én của inox bóng 8K chấn định hình và được liên kết bằng vỏ lon 18x20 và bắt tán âm và bắt tán keo. Đây là khác. Còn về phần trang trí của thùng xe này thì cản hông là inox được chấn bản lớn là inox loại hàng BA gồm hai cây và cây đứng thì gồm hai cây là hộp 30x60. Còn đèn thì được gắn là hai đèn là đèn 3 chế độ ở mỗi bên. Và rè của xe này thì là inox chấn định hình và cây chống rè là cùi 42 và cùi 42 và tấm chắn bụt là cao su. Còn càn sau của xe này là inox chấn định hình bản lớn và được trang trí bằng tấm đề ca phản quang và đèn dẹp ở đèn tròn màu đỏ ở phần lăn đèn và đèn hậu thì được bọc bằng hộp 20x40 inox và bọc lát 6 ly. Còn trụ của thùng xe này thì là trụ đứng thì gồm hai trụ sau thì gồm có là inox loại dày chấn định hình là U100 và trụ giữa thì gồm hai trụ cũng là inox chấn định hình U100 và trụ đầu thì gồm hai trụ là inox chấn định hình U100. Đây em quan sát. Và ốp trụ dưới là inox bóng 8K và trụ thì mặt ngoài cũng là inox bóng 8K nha anh em. Đây em quan sát đây. Còn bứng của thùng xe này thì là bứng nhôm, chiều cao của bứng là 700 và chiều dài của bứng là 2m05 là bứng hông và mỗi bứng thì được gắn là 5 bản lề inox đúc loại chung và khóa tông là inox đúc và bắt cong là inox đúc. Đây em quan sát nhé, về bắt cong và bản lề và khóa tôm. Còn móc khóa tôm là lắp phi 12. Còn bứng sau thì chiều cao của bứng là 700 nhưng chiều rộng hay gọi chiều dài của bứng là 1m86 và được gắn 4 bản lề nốc đúc và bắt thẳng là nốc đúc và bắt khóa tôm là nốc đúc. Phần đằng sau ở trên bứng thì là mở cửa mở ra hai cánh và mở ra hai bên thì mỗi cánh cửa thì được gắn 2 bản lề tổng là 4 bản lề và cửa thì được sử dụng hộp 20x40 làm cửa và cây ngang sát thì cửa là 40x80 và bắt gài tay gạt là inox. Đây em quan sát về sàn của xe này là inox dập sóng
phía trước của một máng nước và có hai lỗ thoát nước là phi 42, để em quan sát nhé. Này, và chấn cúp mí dọc biên, để em quan sát chấn cúp mí dọc biên này. Và phía sau thì được gắn hai sợi dây xích bằng inox. Ở trụ đây hai sợi dây xích nhé. Phần khung xương ở chân bứng thì sử dụng hộp 40x80 sát bứng và sử dụng hộp 40x40. Còn ở bên trên gồm cây ngang và cây đứng. Còn về keo, keo xe này thì ở trụ là keo U và khoảng giữa trụ là keo Phi 27. Còn phần mặt tiền ở trong thì là tấm inox dập lá me hay là dập gân. Còn phần khung xương thì sử dụng toàn bộ là hộp 40x40 inox. Còn kích thước của thùng xe này, tổng chiều dài kích thước đoạn lòng là 4m35 và chiều cao là 1m78 và chiều rộng là 1m86. Đây là kích thước lọt lòng để chứa đựng hàng. Còn bạt, bạt của xe này thì ở trên là bạt hộp chùm xuống và ở hai bên khung xương là bắn bạt máy cố định. Và thưa anh em, còn video của mình là về xe tải Isuzu IKR 270 đóng thùng với bạt bằng nhôm inox và trang trí thì được kết thúc ở đây trong quá trình review. Anh em thấy video hay và hữu ích thì cho xin một like và chia sẻ. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Còn giờ xin chào tạm biệt, hẹn anh em ở những video tiếp theo.